7 ý tưởng kinh doanh gần trường sinh lời cao mùa tựu trường. Tài chính kinh doanh xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Nhiều bạn vẫn hay tự hỏi, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay đại học nên kinh doanh gì để làm giàu? Nếu bạn đang có vị trí mặt tiền đẹp ngay cạnh trường học nhưng lại chưa biết kinh doanh gì bây giờ để thu lợi nhuận, bạn có thể tham khảo 10 ý tưởng kinh doanh gần trường học trong bài viết này. Đây đều là những cách kinh doanh khá hữu hiệu, được nhiều người làm thực tế và thành công. Cùng tham khảo nhé! 1. Mở tiệm in ấn photocopy. Học sinh, sinh viên, giáo viên có nhu cầu in ấn photocopy rất nhiều để phục vụ cho học tập và công việc. Nếu có điều kiện, bạn hãy sắm đầy đủ các loại máy thiết yếu như máy in màu, in trắng đen, máy scan. Nếu không, chỉ cần một máy photocopy cũng có thể giúp bạn hái ra tiền. Ngoài phục vụ dịch vụ photo, in ấn, bạn cũng có thể bán thêm một số tài liệu photo khác phục vụ cho việc học tập như đề cương ôn tập của giáo viên, các loại sách tham khảo cho từng bộ môn. Ngoài in ấn và photocopy thông thường, cửa hàng còn có thể cung cấp các dịch vụ như in các visit, in banner, in tem nhãn, in poster quảng cáo, in sách vở và nhiều sản phẩm khác. Điều này sẽ tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và đa dạng cho cửa hàng. Gần trường học sẽ giúp cửa hàng nắm bắt được nhu cầu thực tế của thị trường. Việc theo dõi và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu in ấn photocopy của khách hàng sẽ giúp cửa hàng phát triển và cạnh tranh hiệu quả. Tuy nhiên, để thành công trong việc kinh doanh tiệm in ấn photocopy gần trường học, chủ doanh nghiệp cần phải chú trọng đến chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp. Việc đầu tư vào các thiết bị in ấn, máy photocopy hiện đại và công nghệ tiên tiến sẽ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường năng suất làm việc. Ngoài ra, việc quảng bá và marketing cũng rất quan trọng để thu hút khách hàng. Có thể sử dụng các phương tiện truyền thông như website, mạng xã hội, tờ rơi quảng cáo hoặc hợp tác với các trường học để quảng bá dịch vụ của mình. 2. Kinh doanh đồ ăn sáng. Không có quá nhiều các bạn học sinh có thể dậy sớm để ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường. Đồng thời, cũng không có nhiều bậc phụ huynh có đủ thời gian để chuẩn bị tươm tất điểm tâm vào buổi sáng cho cả gia đình. Chính vì vậy, việc bán đồ ăn sáng chính là ý tưởng số 1 khi nghĩ tới việc kinh doanh ở khu vực gần trường học. Bởi vì hầu hết các bạn học sinh thường sẽ mua đồ ăn đến lớp, đặc biệt sẽ chọn mua ở gần trường để tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bị trễ giờ học. Mỗi trường học thường có từ vài trăm cho đến mấy ngàn học sinh theo học. Điều này giúp bạn tiếp cận được số lượng khách hàng mục tiêu khổng lồ. Chỉ cần bán được cho 1/10 học sinh trong trường là đã gây lời to rồi. Hơn nữa, khi chọn món để kinh doanh đồ ăn sáng, bạn nên chú trọng đến tính tiện lợi hơn là những món cầu kỳ, đặc biệt là các món khô sẽ phù hợp hơn những món nước. Một số món ăn bạn có thể tham khảo để kinh doanh như các loại cơm, cơm chiên Dương Châu, cơm cuộn, cơm tấm, cơm nắm, bánh mì truyền thống, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, các loại xôi, xôi gấc, xôi đậu phộng, xôi bắp, bánh cuốn, bánh ướt, bún thịt nướng. Một hình thức kinh doanh đồ ăn sáng phổ biến và cực kỳ hiệu quả chính là bán theo combo. Ví dụ như, nhiều xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng combo mua bánh mì sẽ tặng theo nước ngọt cùng các vật dụng cần thiết như tăm, khăn giấy. 3. Văn phòng phẩm. Văn phòng phẩm gần trường học rất quan trọng vì chúng là những vật dụng cần thiết cho việc học tập và làm việc của học sinh, sinh viên cũng như giáo viên. Việc có một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận và mua sắm những đồ dùng cần thiết mà không phải đi xa. Đồng thời, việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kinh doanh của chủ cửa hàng văn phòng phẩm. Với học sinh, sinh viên, việc có một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức khi cần mua sắm các vật dụng học tập như sách vở, bút, giấy, tập và các dụng cụ vẽ. Thay vì phải đi xa để mua sắm, họ có thể dễ dàng ghé qua cửa hàng gần trường học sau giờ học hoặc trong những buổi nghỉ ngơi. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp họ tập trung hơn vào việc học tập. Đối với giáo viên, việc có một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học cũng mang lại nhiều lợi ích. Họ có thể dễ dàng mua sắm các vật dụng văn phòng như bút, giấy in, bìa cứng và các loại giấy khác mà họ cần cho việc giảng dạy và quản lý lớp học. Ngoài ra, khi cần mua sắm đồ dùng cá nhân hoặc quà tặng cho học sinh, họ cũng có thể tìm thấy những sản phẩm phù hợp ngay gần trường học. Đối với chủ cửa hàng văn phòng phẩm, việc mở cửa hàng gần trường học mang lại nhiều cơ hội kinh doanh. Với lượng khách hàng tiềm năng là học sinh, sinh viên và giáo viên, họ có thể thuận lợi quảng bá và bán hàng cho đối tượng khách hàng chính là người có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm hàng ngày. Đồng thời, vị trí gần trường học cũng giúp cửa hàng thu hút được lượng khách hàng ổn định từ cộng đồng trong khu vực. 4. Quán điện tử. Quán game điện tử không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của khách hàng mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chủ quán. Với sự phát triển của ngành công nghiệp game, quán game đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các game thủ, đặc biệt là các bạn nam.
Một trong những yếu tố quan trọng để cạnh tranh và thu hút khách hàng chính là dịch vụ tốt. Quán game cần đầu tư vào các thiết bị hiện đại như máy tính cấu hình cao, màn hình sắc nét, mạng internet ổn định để đáp ứng nhu cầu chơi game của khách hàng. Ngoài ra, việc tạo ra không gian thoải mái, tiện nghi cũng như khu vực chơi game riêng biệt cho những người hút thuốc sẽ tạo sự thoải mái và hài lòng cho khách hàng. Việc kinh doanh quán game cũng có những ưu điểm riêng. Bạn có thể mở rộng nguồn thu nhập bằng cách bán thêm đồ ăn và nước uống. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập mà còn tạo sự đa dạng và hấp dẫn cho khách hàng. Tuy nhiên, để thành công trong kinh doanh quán game, việc đầu tư quá nhiều vốn và công sức là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, việc đảm bảo an ninh và quản lý khách hàng cũng là một thách thức đáng kể. Với sự phát triển của ngành công nghiệp game, quán game đã trở thành một trong những ngành kinh doanh hấp dẫn và tiềm năng. Việc đầu tư vào quán game không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tạo ra một không gian giải trí thu hút đối với giới trẻ. 5. Mở cơ sở dạy thêm. Ngoài thời gian học ở trường, nhiều bậc phụ huynh chủ động đăng ký cho con học thêm các lớp bồi dưỡng văn hóa để con phát triển toàn diện về thể chất và năng khiếu. Bạn có thể cân nhắc mở các lớp dạy bơi, dạy đàn, dạy võ, dạy vẽ, luyện chữ đẹp cho học sinh. Ngoài các lớp năng khiếu, nhu cầu học thêm các môn trong chương trình chính khóa cũng rất cao. Bạn có thể mở một trung tâm gia sư nhỏ, mời giáo viên về dạy kèm các môn như toán, lý, hóa, tiếng Anh để bổ sung kiến thức, giúp học sinh nâng cao kết quả học tập. Nếu mở lớp gần trường đại học, bạn có thể cân nhắc mở các lớp ngoại ngữ như tiếng Anh, Nhật, Hàn. Ngày nay, sinh viên có nhu cầu học thêm ngoại ngữ rất cao nhằm đáp ứng nhu cầu công việc sau này và nộp bằng ngoại ngữ để ra trường đúng hạn. Ngoài các lớp năng khiếu, nhu cầu học thêm các môn trong chương trình chính khóa cũng rất cao. 6. Bãi trông giữ xe. Với số vốn đầu tư rất ít, bạn có thể sử dụng một bãi đất trống hoặc sân nhà rộng của mình để mở dịch vụ trông giữ xe. Đây là một cơ hội tốt để tạo ra nguồn thu nhập ổn định, đáp ứng nhu cầu gửi xe của sinh viên và giảng viên vào ban ngày. Bạn cũng có thể cân nhắc nhận giữ xe vào ban đêm hoặc theo tháng. Với lượng xe từ vài trăm chiếc mỗi ngày, bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể. Dịch vụ này không yêu cầu vốn đầu tư lớn và sức cạnh tranh không quá cao. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần phải có tính trách nhiệm cao và chú ý đến việc quản lý bãi trông giữ xe một cách hiệu quả. Đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho các phương tiện giao thông của khách hàng sẽ giúp bạn xây dựng uy tín và thu hút nhiều khách hàng hơn. Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh, sinh viên, giảng viên và cộng đồng sẽ giúp bạn thu hút khách hàng một cách hiệu quả. Bạn có thể cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết và tạo ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng mới. Mở một dịch vụ trông giữ xe có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển rất lớn. 7. Mở tạp hóa, siêu thị nhỏ. Mở một cửa hàng tạp hóa, siêu thị nhỏ gần trường học là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Với sự tiện lợi của vị trí, bạn có thể cung cấp những sản phẩm cần thiết cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Bạn có thể bán các loại bút, sách, vở, đồ dùng học tập, đồ ăn nhẹ và đồ uống, cũng như các vật dụng hàng ngày như băng dính, giấy gói quà và nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng không gian để bày bán các sản phẩm tiện ích khác như đồ chơi, đồ lưu niệm và các loại quà lưu niệm dành cho học sinh. Điều này sẽ giúp cửa hàng của bạn trở thành điểm đến phổ biến không chỉ cho cộng đồng học sinh mà còn cho du khách và người dân địa phương. Với một chiến lược kinh doanh linh hoạt và sáng tạo, cửa hàng tạp hóa của bạn có thể trở thành điểm đến yêu thích của mọi người trong khu vực. Đến đây, video của Tài chính Kinh doanh cũng đã hết. Nếu thích video này, xin hãy cho Tài chính Kinh doanh một like, share để chúng tôi có động lực ra thêm video mới. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!